Ngày 8 tháng 5, Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã khởi tố bắt tạm giam bị can Phan Văn Cương, 31 tuổi, về tội hiếp dâm. Trước đó, vào tối ngày 6 tháng 5, khi đi qua cửa hàng quần áo ở thị trấn Gia Khánh, Cương thấy người phụ nữ bán quần áo đang thử đồ nên nảy sinh ý định hiếp dâm. Sau đó, Cương cầm dao xông vào trong cửa hàng, đe dọa nạn nhân cho quan hệ tình dục. Do lo sợ nên nạn nhân vờ đồng ý. Lợi dụng nghi phạm sơ hở, người phụ nữ giật được con dao rồi hô hoán người dân, khiến nghi phạm hoảng sợ bỏ chạy. Cương bỏ chạy được vài chục mét thì bị người dân cùng công an bắt giữ. Tại cơ quan công an, Cương thừa nhận hành vi. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh, hai tàu cá và 8 ngư dân bị sóng đánh trôi giạt và mắc cạn khi đang neo đậu tại vùng biển xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể, khi đang neo đậu tại vùng biển xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, cách bờ khoảng 1 hải lý thì rạng sáng ngày 8 tháng 5, thì gió to, sóng lớn, hai tàu cá và 8 ngư dân bị sóng đánh chìm, trôi giạt vào bờ biển thôn Cự Lại Nam, xã Phú Hải, huyện Phú Vang. Tàu cá mang số hiệu TTH-91075TS do ông Trương Viết Hiệp, sinh năm 1974, trú tại thôn An Dương 1, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, làm thuyền trưởng, và 3 thuyền viên bị sóng đánh trôi giạt, chìm cách bờ biển xã Phú Hải, huyện Phú Vang khoảng 20m. Tàu cá TTH-92349TS do ông Phan Văn Liền, sinh năm 1983, trú tại An Dương 3, Phú Thuận, huyện Phú Vang, làm thuyền trưởng, và 3 thuyền viên bị sóng đánh trôi giạt vào bờ, mắc cạn tại bờ biển thôn Cự Lại Nam, xã Phú Hải, huyện Phú Vang, cách bờ khoảng 10m. Ngay sau khi nhận được tin báo, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Thuận An, Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế đã cử một tổ công tác gồm 15 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và ngư dân tiến hành cứu hộ hai tàu cá nói trên. Ngay sau đó, tất cả 8 ngư dân trên hai phương tiện đã được đưa vào bờ an toàn. Tàu cá TTH-92349TS đã được cứu hộ thành công. Các lực lượng đang tiếp tục cứu hộ tàu TTH-91075TS bị chìm cách bờ khoảng 20m. Đội 3 Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 vừa phối hợp với Công an quận Phú Nhuận truy xét bắt giữ nghi can Huỳnh Ngọc Nghĩa, 38 tuổi, ngụ tại tỉnh Bình Dương để điều tra vì liên quan đến vụ cướp giật tài sản trên đường Nguyễn Công Hoan. Cụ thể, vào chiều tối ngày 5 tháng 5, Nghĩa chạy xe máy qua nhiều tuyến đường tìm người sơ hở, cướp giật tài sản. Đến đường Nguyễn Công Hoan, quận Phú Nhuận, anh áp sát giật iPhone của chị Lan rồi chạy xe cùng chiều rồi tẩu thoát. Trên đường bỏ chạy, Nghĩa va chạm với hai học sinh làm các em ngã ra đường, bị nhiều người truy đuổi. Đến địa bàn quận Bình Thạnh, nghi can tiếp tục tông người đi đường. Khi bị vây bắt, Nghĩa rút dao đe dọa người dân xung quanh rồi chạy bộ tẩu thoát. Đến ngày 7 tháng 5, trinh sát hình sự quận Phú Nhuận phối hợp với đội 3 phòng PC02 xác định bắt giữ được Nghĩa. Tại cơ quan điều tra, Nghĩa đã khai nhận hành vi. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Thưa quý vị, hiện đang là thời gian cao điểm chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện để thi công dự án nâng cấp mở rộng tuyến quốc lộ 8A dẫn lên cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh. Thế nhưng trong quá trình triển khai, một số hộ dân sinh sống dọc hai bên đường đã đứng ra cản trở thi công dự án. Thực trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của dự án cũng như ảnh hưởng đến việc thông thương giữa hai nước Việt-Lào. Ngôi nhà của hộ ông Trịnh Bá Lữ ở xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn được xây dựng từ năm 2015. Khi dự án nâng cấp mở rộng tuyến quốc lộ 8A được triển khai, từng nhà ông Lữ đã bắt đầu xuất hiện các vết nứt nẻ với tần suất ngày càng nhiều, khiến ông rất lo lắng. Lũ quá mạnh cho nên ảnh hưởng đến nhà tôi là lúc đầu thì nứt ít, bây giờ hiện tại là nứt nhiều, mà hầu như nứt khắp nhà luôn. Cả đời của người dân nông thôn á, người ta chỉ làm được cái nhà để ở thôi. Nhưng mà bây giờ nhà hỏng, mai một, người ta ở vào đâu? Tình trạng nứt nẻ nhà cửa cũng xuất hiện ở 70 hộ dân khác dọc tuyến quốc lộ 8A. Theo người dân, các vết nứt đồng loạt xuất hiện vào cuối năm 2022 và đầu năm 2023, khi chủ đầu tư tập trung máy móc thi công rầm rộ. Cho đến thời điểm này, các vết nứt nẻ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Gia đình nhìn thấy thì cũng nóng ruột. Và thứ hai nữa là mình ở trong nhà thì cũng mất an toàn. Thì thành ra là cũng muốn là cả cái cơ quan chức năng đoàn thể về kiểm tra nhà cửa và xem xét để bồi thường cho gia đình. Gói thầu xây lắp 8 từ km 59 đến 67 thuộc dự án nâng cấp mở rộng tuyến quốc lộ 8A được khởi công xây dựng vào tháng 2, 2022. Sau khi nhận được ý kiến phản ánh của người dân, chủ đầu tư, đơn vị bảo hiểm và chính quyền địa phương đã đi rà soát, lập biên bản hiện trạng nứt nhà,
Tuy nhiên, một số hộ dân đã đứng ra cản trở thi công và yêu cầu bồi thường mới cho triển khai dự án. Cũng mong muốn người dân hiểu được về cái vấn đề bảo hiểm, không phải là vào kiểm tra hiện trạng là đền được ngay, mà người ta phải có quá trình đo đạc và đến khi kết thúc công trình người ta đánh giá lại hiện trạng và người ta sẽ xin chủ trương và đơn giá thì cái lúc đó người ta, nhưng mà người dân ở đấy thì cũng có một số là không hiểu, là muốn đo vào là muốn có đơn giá, là muốn được đền bù được ngay, thì cái vấn đề đó thì bảo hiểm không làm được. Hiện nay thì đang còn một số trường hợp thì chủ đầu tư cũng đang vận động và chúng tôi sẽ có sự phối hợp với chủ đầu tư và đơn vị bảo hiểm để tuyên truyền rõ cho bà con có sự đồng thuận bàn giao mặt bằng để các đơn vị thi công đúng tiến độ. Hiện dự án này vẫn còn một số hộ dân chưa chịu di rời tái định cư để bàn giao mặt bằng cho dự án. Thực trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của dự án đề ra, cũng như ảnh hưởng đến an toàn giao thông, phát triển kinh tế tại địa phương và thông thương giữa hai nước Việt Lào qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Việc tranh chấp đất đai không phải là chuyện hiếm, nhưng ngang nhiên xâm chiếm, di rời mộ phần khi chưa có sự đồng thuận giữa các bên lại là một câu chuyện khác. Ghi nhận tại thị trấn Thới Bình, tỉnh Cà Mau về trường hợp đất nhà riêng bị di rời, xây dựng mồ mả mà chưa có được sự đồng thuận của chính quyền và người dân. Đây là thửa đất mà bà Huỳnh Kim Liên, là lão thành cách mạng, đang ngụ tại quận 11 thành phố Hồ Chí Minh, nhiều lần làm đơn kê khai và đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia tộc nhưng vẫn không được phòng địa chính huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau giải quyết vì đã cấp cho một người khác là ông Huỳnh Văn Chiến từ năm 2007. Mặc dù tháng 7 năm 2002, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thới Bình, ông Nguyễn Hoàng Bạo đã ký quyết định về việc thu hồi, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho ông Huỳnh Văn Chiến do cấp không đúng theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, điều mà bà Liên bức xúc nhất đó là các mộ phần gia tiên của gia đình nằm trên thửa đất này đã bị di dời đi chỗ khác. Bác đâu có chịu dời, sao để đi dời, bác đâu có chịu. Mã mồ ông bà để sao y đi cố cụ hơn 100 năm đâu. Không chỉ bà Liên bức xúc, mà những người dân sống lâu năm ở khu vực này cũng bất bình về hành vi này. Theo tôi ở đây hồi đó giờ thì đất cát của ông bà đó, thì con cháu gìn giữ tiếp tục sau này. Bây giờ tôi thấy ông đó là không phải cháu con gì trong gia đình này hết trơn, mà vẫn vô tranh chấp, tự động về di dời mồ mả, nó lấy cốt ông bà gì đem quy tập lại, không có sự đồng ý của gia đình có đất chủ đất. Theo tìm hiểu, mặc dù đã có đơn thư yêu cầu chính quyền địa phương bảo vệ quyền lợi, giữ nguyên hiện trạng thửa đất, nhưng chính quyền địa phương đã bất lực để một nhóm người ngang nhiên vào xây dựng, di rời phần mộ từ nơi khác về, biến đất nhà riêng thành nơi tôn tạo tự do di rời. Tôi đã làm việc cái hộ này là 3 lần. Thì 2 lần thì họ không chấp hành. Như lần tiếp đó thì tôi góc độ ủy ban thì làm tham mưu cho đảng ủy ban để cho chỗ ban ngành đoàn thể vô vào cuộc để vận động tuyên truyền thêm. Nhưng mà họ Huỳnh vẫn là không thống nhất, cương quyết sẽ di tu và sửa chữa gì mà mã. Luật pháp đã quy định hành vi xâm phạm mồ mả có thể bị xử lý hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự nếu hành vi đó đủ những yếu tố cấu thành tội phạm. Trong Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 thì người có hành vi xâm phạm đến mồ mả có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 319 về tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt. Tuy nhiên, chính quyền sở tại cần thể hiện trách nhiệm bảo vệ người dân, ngăn chặn các hành vi xâm phạm mồ mả từ những người xem thường pháp luật. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục đường dây nóng ngày hôm nay của chúng tôi. Số điện thoại tiếp nhận thông tin nóng 083-722-5566, địa chỉ email đườngdâynóng@vtc.gov.vn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.